mấy cái mầm bệnh này nặng là tao bừa bên đường cắt hết rồi, dưới đồng, ở dưới đồng bằng cũng cắt rồi. Bà này quá, bữa nào cũng thấy bà chở hai ba cái nồi, nhờ không biết bà bán cái gì. Chắc bán cá kho, bán cá biển kho. Vòng vòng cao lắm là tuần lễ nữa là ta cắt hết. Vừa xuống luôn. Bán mà cái lỗ bán á, sợ này. Phơi lùm bay vô. Phơi khoan bay rồi. Đứa ớt lá ưng bán rồi. Xe để chở được tấm mấy ngày tấm à, đi là thôn đó em. Anh ấy trốn bắn em ấy. Tại lưa. Tại lưa chứ. Hai mùi tiết à.
kêu xe bắt chuột. À. Chăm cô mà. Ồ. Ở phê số 100 chiếc câu à. Dân. Và ta à phê phê vì xin sọc rộng nó ấy. Ờ. Ai dân có nó chắc nó đó phê phê lũ ắt bán lại chiếc câu. Bao nhiêu xi ban bằng ai vậy? Cho chỗ là Smile Wing. Lúa ra. Ta gạt cơ lúa ruộng trên nè. Mấy cái khu đất này là người ta kêu bằng ruộng trên. Sài lư. Tình.